Chủ đề dystopia hay còn được biết đến là phản địa đàng, từ lâu đã trở thành một nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim để vẽ nên một viễn cảnh thế giới tương lai phần nào u ám, mù mịt, khiến người xem phải rùng mình. Ngày hôm nay, hãy cùng Phê Phim đến với 9 bộ phim đáng xem lấy chủ đề phản địa đàng. Lưu ý rằng chúng mình sẽ không chọn những cái tên đã quá nổi tiếng như The Matrix, Mad Max hay V for Vendetta, mà sẽ chọn những bộ phim ở quy mô nhỏ hơn nhưng lại không hề kém phần ý nghĩa nhé. Theo như trang chia sẻ kiến thức readwhitething.org, dystopia hay tạm dịch là phản địa đàng là một cụm từ được sử dụng để miêu tả một viễn cảnh đáng sợ trong tương lai, nơi mà những cơn ác mộng biến thành đời thực, con người phải sống trong một xã hội đầy ải, không có tự do và tràn ngập các tệ nạn xã hội thay vì mơ tưởng về một thế giới tốt đẹp với công nghệ tân tiến và những bước phát triển vượt bậc. Nhìn chung, chúng ta có thể tổng hợp lại ba nguyên do cơ bản để làm nên một xã hội phản địa đàng. Thứ nhất, sự kiểm soát của một tập đoàn bành trướng. Thứ hai, sự kiểm soát bởi chính quyền mục nát. Và thứ ba, sự kiểm soát bởi công nghệ tân tiến. 1984. 2 cộng 2 bằng 5. Nếu các bạn đang nghĩ rằng Phê Phim chưa học xong tiểu học thì không phải đâu, vì trong bộ phim chúng mình chuẩn bị nói tới đây thì 2 cộng 2 bắt buộc phải bằng 5. Chào mừng các bạn đến với thế giới của 1984, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên vô cùng nổi tiếng của nhà văn George Orwell. Được ra mắt cùng vào năm 1984, bộ phim theo chân Winston Smith, một công dân của nhà nước Oceania. Một nhà nước theo chủ nghĩa toàn trị với tất cả quyền lực trong tay một đảng, được gọi là The Party. Điều đặc biệt ở Oceania là toàn bộ các công dân đều bị kiểm soát cực kỳ gắt gao từ tận sâu trong suy nghĩ. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu, đúng là về mặt suy nghĩ đấy. Nhưng làm thế nào mà soi được trong suy nghĩ của người ta nhỉ? Để làm được điều đó thì chính quyền Oceania đã dùng các biện pháp mạnh. Trong từng tòa nhà, kể cả cá nhân hay cộng đồng, đều có những màn hình hai chiều để chính quyền có thể kiểm soát được công dân. Nhất cử nhất động của mọi người đều được theo dõi. Để cho chắc chắn hơn, đảng The Party còn cử một đội cảnh sát tư tưởng, Thought Police, chuyên giám sát gắt gao những đối tượng tình nghi có suy nghĩ lệch lạc với ý muốn của nhà nước Oceania và sẵn sàng bắt giữ khi cần thiết. Được đánh giá là một bản chuyển thể thành công từ tiểu thuyết, bộ phim đã truyền tải rất chân thực viễn cảnh tương lai mờ mịt và không lối thoát, được truyền tải tới người xem qua từng động tác của nhân vật Winston, được thủ vai xuất sắc bởi John Hurt. Khuôn mặt mệt mỏi với những nếp nhăn, cơ thể gầy gò trong lớp áo công sở cho ta hiểu thực trạng sống mà như chết trong Oceania. Không giống với đa phần công dân, Winston vẫn bảo toàn được suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, dù rằng điều ấy khiến cho anh ta ngày đêm phải lo sợ rằng mình sẽ bị phát giác. Ok, hãy rời khỏi Oceania và đến với một đất nước khác cũng không kém phần kiểm soát, đó chính là Liberia trong bộ phim Equilibrium, ra mắt vào năm 2002. Equilibrium đưa khán giả đến với Liberia, đất nước được tạo nên bởi những người sống sót qua Thế chiến thứ 3. Chính vì cuộc thế chiến này mà nhà nước Liberia đã thiết quân luật để siết chết cảm xúc của con người. Họ cho rằng cảm xúc là thứ gây nên mọi khổ đau trong xã hội, bao gồm việc chiến tranh. Ngày qua ngày, các cư dân Liberia phải uống một liều Prozium, loại thuốc đặc trị để kiểm soát cảm xúc. Bất kể ai vi phạm hoặc có hành vi chống đối sẽ bị các linh mục Gamaton, những người đóng vai là hiện thân của pháp luật trong đất nước này, hỏi thăm ngay lập tức. Người xem sẽ theo chân Preston, được thủ vai bởi Christian Bale, một linh mục Gamaton trung thành tuyệt đối với Liberia. Dù thiếu thành công tại phòng vé, không thể phủ nhận rằng Equilibrium là một bộ phim đáng xem. Nó đã vẽ nên được một viễn cảnh tương lai lạnh lẽo và đáng sợ, đặc biệt là với sự kết hợp giữa yếu tố tâm lý của từng nhân vật và các pha hành động với kỹ thuật katagan đã mắt được kết hợp giữa kiếm katana và súng. Dù sao đi nữa, cá nhân mình thực sự cảm thấy Equilibrium đã có được tiếng nói của nó. Liệu có đáng không để hy sinh cảm xúc cá nhân để đổi lấy bình yên cho tất cả? Có lẽ mỗi chúng ta sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Children of Men là tác phẩm thứ 6 của Alfonso Cuarón, được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản vào năm 1992. Phim lấy bối cảnh vào năm 2027, khi mà một căn bệnh triệt sản đã phủ kín cả nhân loại, nhấn chìm chúng ta trong vô vọng và chiến tranh loạn lạc triền miên, khiến hàng triệu người phải tha hương để tìm đến những nơi trốn an toàn. Trước bờ vực diệt vong, Vương quốc Anh là một trong số ít những quốc gia duy nhất sở hữu chính phủ hoạt động ổn định. Tuy nhiên, chính phủ ở đây mang nhiều sự tương đồng với một chế độ chuyên quyền hơn. Họ bắt giữ, kiểm soát và hành hình những người nhập cư xấu số. Theo, nhân vật chính của phim, là một nhà hoạt động xã hội này đã nghỉ hưu, bỗng bị kéo vào một nhiệm vụ không tưởng bởi người vợ cũ Julian. Đó là hỗ trợ cô gái tị nạn Samoki đến nơi an toàn, bởi Ki là tia hy vọng cuối cùng của nhân loại. Cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này đang mang thai. Chúng ta hãy cùng tạm bỏ qua câu chuyện u tối ám ảnh, những hình ảnh ẩn dụ đầy ý đồ và cả những cỗ máy dài được thi triển hoàn mỹ đã trở thành tiền đề cho các Gravity hay là Revenants để cùng đến với thế giới mà phim phản ánh. Ở nơi mà ham muốn được chiến thắng cái chết, được trường tồn cùng với thời gian của con người đã bị chôn vùi, liệu chúng ta có đổi thay? Children of Men cho ta một câu trả lời lạnh lẽo rằng không, sự bài ngoại cùng với những ham muốn quyền lực và mục tiêu chính trị sẽ luôn lấn át các tia sáng chính trực lẻ loi hiếm hoi. Hãy xem Children of Men với tâm thế rằng phim đã được làm ra từ hơn một thập kỷ trước khi những làn sóng tị nạn ập tới châu Âu
Và trước cả những cảnh báo từ Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng tỷ lệ già hóa dân số thế giới đang ngày càng đáng báo động, phải chăng đây chính là một trong những tương lai đang chờ đón chúng ta? Có lẽ ai trong số chúng ta cũng từng có những khoảnh khắc bị rối bời bởi nhiều loại giấy tờ hay là đơn chứng từ mà chúng ta không biết cách giải quyết. Nhưng chắc chắn ngay sau khi xem xong bộ phim sau đây thì các bạn sẽ thấy mình còn nhiều may mắn lắm. Chúng ta cùng đến với thế giới giả tưởng tương lai của bộ phim Brazil, nơi mà những sự quan liêu được để lên tột cùng trong chính quyền, đặc biệt là với giấy tờ. Bất kể bạn làm điều gì cũng phải cần khai giấy tờ, từ việc chồng bạn bị bắt oan cho đến việc bạn sốc khách hàng sửa điều hòa. Những xấp giấy tờ chồng giấy tờ đủ khiến cho bất kỳ ai phát ngán, bao gồm cả nhân vật chính của chúng ta, một nhân viên cấp thấp mang tên Sam Lowry thuộc bộ thông tin. Việc quan liêu không chỉ khiến cuộc sống của người dân khổ sở, mà chính sự hiệu quả của chính quyền cũng tệ hại đi nhiều. Câu chuyện bắt đầu với một lỗi trên giấy tờ từ phía chính quyền dẫn đến việc bắt oan một công dân vô tội, và chính quyền thay vì nhận lỗi thì lại cố gắng giấu giếm, càng khiến thêm nhiều người ngoài cuộc bị ảnh hưởng. Xã hội phản địa đàng trong Brazil không phải quá mới, vì ta dễ dàng nhận thấy nó có nhiều điểm chung với những xã hội khác dưới tay chính quyền mục rữa. Điều thực sự làm nên cái chất của Brazil chính vì phong cách làm phim có phần mỉa mai châm biếm, thay vì miêu tả một cách đen tối hoàn toàn. Chúng ta được thấy nó qua những góc máy nhìn có vẻ hiện đại nhưng lại rất xấu xí và còn hay hỏng hóc. Những chồng giấy tờ ngất ngưởng khiến cho chính nhân viên nhà nước còn phát sợ. Một cuộc sống ngột ngạt và ảm đạm đến sởn gai ốc. Đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos đã có tiếng về phong cách làm phim siêu thực và The Lobster là bộ phim mang rất đậm dấu ấn cá nhân của ông. Ra mắt vào năm 2015, bộ phim đưa chúng ta đến với một viễn cảnh phản địa đàng cực kỳ độc đáo. Đó là việc quan trọng đến mức thái quá việc một người phải tìm được một mối quan hệ tình cảm cho mình. Nghe thì có vẻ thích đấy, vì nó dường như là kiểu Tinder ngoài đời thật, nhưng bạn có biết cái giá phải trả nếu bạn không tìm ra nửa kia của mình trong thời gian cho phép là gì không? Bạn sẽ bị hóa thành một loài động vật tự bạn lựa chọn, và không phải cứ thích là đến với nhau được đâu. Các cặp đôi phải thật sự có một điểm chung dễ nhận dạng, ví dụ cả hai đều mắc chứng chảy máu cam, hoặc là cả hai đều rất tàn bạo chẳng hạn. Ý nghĩa của The Lobster có lẽ nằm ở việc miêu tả một xã hội tương lai rất kỳ lạ nhưng lại rất quen thuộc. Đó là một xã hội mà con người bị đánh giá dựa trên mối quan hệ tình cảm của họ, những định kiến xã hội kỳ lạ nhưng lại ảnh hưởng đến tất cả. Những cặp đôi thì được thổi phồng thái quá, với những quyền lợi như được sống trên du thuyền, được tung hô ngoài xã hội, có những kẻ cô đơn thì bị săn đuổi, rẻ mạt, thậm chí bị biến thành mồi săn trong trò chơi của những kẻ khác. Nói cách khác thì giống như kiểu là FA là một tội ý. Chính vì thế mà các nhân vật trong phim rất áp lực để có thể tìm được nửa kia của mình, thậm chí sẵn sàng tự sát nếu không thành công. Đạo diễn Lanthimos cũng đã chia sẻ trong buổi chiếu phim tại Liên hoan phim New York, lần này tôi muốn khám phá về mối quan hệ tình cảm và tại sao người ta lại rất áp lực để thành công trong chuyện đó. Một thế giới mà mọi căn bệnh đều có thể chữa khỏi, nghe thật kỳ diệu đúng không? Nhưng qua bộ phim này, các bạn sẽ nhận ra rằng điều đó không mang màu hồng như chúng ta từng hằng mong. Giống như The Lobster, Never Let Me Go cũng khai thác chủ đề tình yêu, nhưng lại tập trung vào mối quan hệ tay ba giữa Kathy, Ruth và Tommy, những học sinh tại trường nội trú Hailsham. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một ngôi trường nghệ thuật cao quý, nhưng sự thật thì đen tối hơn như vậy rất nhiều. Tất cả những đứa trẻ lớn lên ở Hailsham đều là sản phẩm nhân tạo và chỉ phục vụ với một mục đích, đó là hiến tạng khi chúng đã trưởng thành. Ba nhân vật chính của chúng ta sẽ phải sống, phải yêu, phải tận hưởng cuộc đời với định mệnh đã an bài. Nhưng giữa cơn bí cực đó, họ đã phát hiện ra cách để kéo dài sự sống của bản thân. Never Let Me Go không cố gắng phác họa sự đáng sợ của thế giới tương lai. Thay vào đó, chuyện phim sẽ luôn lách vào tâm trí khán giả một cách dài dẳng bằng cách đặt ra cho chúng ta câu hỏi quen thuộc rằng điều gì làm nên một con người. Những nhân vật như là Kathy hay là Ruth, họ cũng có những cảm xúc riêng, cũng biết vui, biết buồn, biết tuyệt vọng và quan trọng hơn cả là biết sợ chết đấy chứ. Nhưng sau tất cả, họ thậm chí còn biết hy sinh, gác lại mong muốn cá nhân cho những điều lớn lao, tình yêu giữa những linh hồn nhân tạo, hóa ra cũng thiêng liêng chẳng kém gì sự rung động của những trái tim tự nhiên. Nhưng chính từ đó, bộ phim khiến chúng ta phải thắc mắc rằng, có phải phát triển lúc nào cũng là tốt? Tuổi đời của con người có thể vượt quá 100, nhưng loài người sẽ phải đánh đổi những gì để đạt được điều đó? Với một câu chuyện có thể lấy nước mắt từ bất kỳ ai, cùng sự xuất nhập tâm từ dàn diễn viên quen mặt như là Andrew Garfield, Carey Mulligan hay là Keira Knightley. Đây là tác phẩm đáng xem với bất kỳ ai có hứng thú với chủ đề phản địa đàng, nhưng không muốn chứng kiến một thế giới quá đen tối. Nhắc đến Stanley Kubrick là nhắc đến những bộ phim kinh điển như là The Shining hay là 2001 A Space Odyssey. Nhưng hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu một cái tên không kém phần xuất sắc trong sự nghiệp của vị đạo diễn huyền thoại này, đó chính là A Clockwork Orange, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anthony Burgess. Bộ phim đưa chúng ta đến với đất nước Anh Quốc giả tưởng trong tương lai, nơi mà việc sử dụng chất kích thích và bạo lực đã trở thành một phần trong văn hóa của giới trẻ. Trong nỗ lực giảm tải số lượng tù nhân và tội phạm, chính phủ đã áp dụng phương pháp chữa trị tội phạm Ludovico, khiến cho phạm nhân bị ác cảm với hành động bạo lực. Và bất kỳ lúc nào phạm nhân có ý định bạo lực thì cảm giác buồn nôn sẽ ập đến, khiến phạm nhân buộc phải dừng lại vì cảm giác đáng sợ kia. Không chỉ xuất sắc với màn trình diễn của Malcolm McDowell trong vai nhân vật chính là Alexander Delarge, một thiếu niên cực kỳ bạo lực cầm đầu một băng nhóm chuyên đi cướp bóc gây rối,
và Clockwork Orange thực sự khiến người xem phải suy nghĩ về thông điệp của phim. Liệu phương pháp Ludovico có thực sự tốt? Liệu rằng việc lựa chọn sống cuộc đời bạo lực có tốt hơn việc bị ép buộc phải sống sót? Suy cho cùng, con người cũng chỉ là con người khi anh ta được lựa chọn, và dường như kỹ thuật Ludovico đã tước đi mất lựa chọn của các phạm nhân mất rồi. Ở một tương lai xa, khi khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, nhiều cặp phụ huynh đã có thể chọn cách mà con mình được ra đời. Họ lựa chọn tính cách, giới tính, khả năng, sức khỏe và cả tương lai của đứa trẻ. Vì thế, những ai được sinh ra theo phương pháp tự nhiên luôn luôn bị ruồng bỏ, bị đẩy xuống đáy của xã hội và chỉ có thể sống với ước mơ viển vông của mình. Tuy nhiên, Kataka đã chứng minh cho khán giả của mình thấy sức mạnh của khát vọng là lớn đến như thế nào. Từ một đứa trẻ gầy gò, yếu đuối, mang đầy căn bệnh trong người, từ một cậu bé bị gia đình của mình ghẻ đạnh, Vincent cùng với sự quyết tâm ngoan cường đã vươn lên để gia nhập một tập đoàn hàng không lớn và từng bước hiện thực hóa ước mơ vươn tới những vì sao. Tuy nhiên, nếu mọi thứ dễ dàng như vậy, hẳn tác phẩm của đạo diễn Andrew Niccol không được giới phê bình đánh giá cao được như thế. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ phải trăn trở với những câu hỏi về đạo đức của nhân vật chính, về lý tưởng của anh ta và về sức mạnh của ước mơ, và câu hỏi liệu con người ta sẽ làm mọi thứ để đạt được nó, và liệu cách chúng ta được sinh ra có quan trọng bằng việc ta chọn cách sống như thế nào hay không. Và rằng trên đời này chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh, như một giang hồ nào đó trên mạng vẫn thường nói. Các bạn hãy xem phim rồi tự mình tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên nhé. À, vừa rồi là về mặt nội dung, vậy còn hình thức thì sao nhỉ? Chúng mình xin chắc rằng Kataka có thể chiều đãi những khán giả khó tính nhất trong từng khung hình đẹp đến nước lòng, với cách phối màu sắc và bối cảnh đầy chủ đích như lột tả được cả tâm can của từng nhân vật. Để kết thúc danh sách của ngày hôm nay, hãy cùng đến với một tác phẩm đặc sệt chất phản địa đàng, đó chính là Elysium. Khi nhân loại bước sang thế kỷ 22, thế giới đã bị tàn phá nặng nề bởi những dịch bệnh, ô nhiễm và sự bùng nổ dân số. Từ đó, loài người được chia ra làm hai phe, một bên là những người ở lại trái đất để tiếp tục cuộc sống khổ cực, bên còn lại thì sống đời viên mãn tại con tàu Elysium bên ngoài vũ trụ. Chuyện phim xoay quanh Max de Costa, một công dân ngổ ngáo tại trái đất. Sau một tai nạn bất ngờ, Max chỉ còn lại vài ngày để sống, và anh quyết định thực hiện một nhiệm vụ gần như bất khả thi để lên được Elysium, đó là đánh cắp dữ liệu mật từ một kẻ có vai trò quan trọng với vận mệnh của chiếc tàu không gian. Để nói về cách xây dựng thế giới phản địa đàng thì Elysium không thua kém bất kỳ một bộ phim nào trong danh sách này. Khán giả được tận mắt chứng kiến sự đối lập giữa hai thế giới, một bên thì nhơ nhuốc khổ sở, còn một bên thì lại hiện đại tới mức hại điện. Nhưng còn đau xót hơn khi thủ lĩnh của Elysium không cho phép bất kỳ người dân trái đất nào đổ bộ vào Elysium, từ đó tạo ra một cuộc xung đột không hồi kết xuyên suốt của bộ phim. Xen vào phần nội dung đó là phần thiết kế hình ảnh đậm chất tương lai với những phân cảnh chiến đấu máu lửa, những con robot hoạt động không khác gì người thường cùng hàng loạt những cỗ máy mới mẻ như giường chữa bách bệnh chẳng hạn, nghe có vẻ ngầu nhỉ. Song dựa vào bối cảnh hiện đại đó, bộ phim đã cất lên lời cảnh tỉnh về tương lai khi máy móc hoàn toàn chiếm hữu kiểm quyền soát của con người đến mức làm cạn kiệt những phẩm chất vốn có của chúng ta như là thông cảm và thương xót cho nhau. Bên cạnh đó, Elysium còn đánh vào vấn đề bảo vệ môi trường, rằng chúng ta cần phải trân quý những gì đức mẹ thiên nhiên ban tặng trước khi tất cả tan thành tro bụi. Tóm lại, qua chiều dài 1 tiếng 49 phút, Elysium là một tác phẩm đáng cân nhắc đối với bất kỳ tín đồ phim khoa học viễn tưởng nào. Và vừa rồi là 9 bộ phim lấy chủ đề phản địa đàng về phim lựa chọn. Liệu chúng mình có bỏ lỡ bộ phim nào đáng xem không? Hãy cho chúng mình biết ở phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I'm loving you more than I've ever loved anyone.